Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, hơn 40 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quyền Bến Lức cùng cán bộ đảng viên lực lượng dân quân và nhân dân xã Lương Hòa đã thực hiện đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn Đất Thánh Ba Gioi, ấp chính xã Lương Hòa. Tuyến đường Đất Thánh Ba Gioi có chiều dài hơn 250 m mặt đường rộng 2,5 đến 3 m Tổng kinh phí thực hiện tuyến đường là 180 triệu đồng trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại 130 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội quá. Trước hết thì cũng cảm ơn đảng quỹ và quỹ ban xã Lương Hòa với lại các nhà mạnh thường quân để ủng hộ con đường bê tông quá ở ấp chính để cho bà con dân ấp chính được cái đường bê tông quá để vận chuyển nông sản. Xã Lương Hòa về đích nông thôn mới của quyền Bến Lức vào tháng 4 năm 2019 xã công ngừng nỗ lực xây dựng, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn thấp, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, ban chỉ huy quân sự quyện Bến Lức đã phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bằng những việc làm cụ thể thiết thực, đóng góp công sức trí tuệ cùng địa phương thực hiện một số tiêu chí đưa các xã vùng nông thôn về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra. Đây là một trong những cái công trình để phục vụ cho cái việc đi lại của bà con nhân dân cũng như là cho cái việc giao thương. Thì đảng quỹ đã quy động cái nguồn xã hội hóa để thực hiện cái công trình này và phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện để góp cái ngày công. Đến thời điểm này thì phải nói rằng công trình cũng cơ bản là hoàn thành. Việc ra quân giúp dân làm đường giao thông nông thôn của Ban Chỉ huy quân sự huyện Bến Lức là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa quân với dân trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Qua đó, đồng viên nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.